Cơ sở sản xuất trứng chiên trứng mó Tiên Duy. Hôm nay cơ sở Tiên Duy đang chuẩn bị bàn giao một chiếc trống trường học có kích thước đường kính là mặt trống 60 chiều dài là 90 cho trường trung học cơ sở Đống Đa ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cơ sở Tiên Duy đang bàn giao một chiếc trống mới. Đây là trống cũ của trường và giá đỡ thì cơ sở Tiên Duy là sơn lại miễn phí cho trường để đón năm học mới được khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Nếu các quý thầy quý cô mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà có nhu cầu mua trống gỗ trường học, trống đoàn đội, bục phát biểu, bục tượng Bác hoặc là tượng Bác Hồ thì xin liên hệ bên cơ sở Tiến Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihoanghung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Duy. Các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Duy là review thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Duy bàn giao tới các quý khách hàng. Trống mới cô. Dạ. Trống mới đón năm học mới cô. Dạ. Dạ. Em cũng cảm ơn thầy nhiều.